con này lại hút đây. Đấy đấy, tao đâu hút đấy. Con chó này rồi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Nhanh 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 nhanh. Hàng này không phải. Hàng này không thể để mất được. Ê. Ê. Con vừa nãy đấy. À. Đợt đấy không ạ? Cũng con vừa nãy đấy. Nó vít phát. Rồi anh em ơi. Cầu thiên nhiên này. Về mất cản luôn rồi. Kéo mất cản đi. Tụt phát mất xuống. Mà tay. Từ cái hôm tôi câu ở cái chỗ này giờ tôi chưa gặp con ovi là nó to như thế này. Ê. Ngon không ạ? Đi đi em. Cảm giác như những cá rây phao sướng anh em ạ. Sướng như ấy rồi. Con cá siêu to khổng lồ rồi. Thêm con rô phi siêu to khổng lồ anh em ơi. Chồng. Chồng hắn hắn. Cắn rất ác kìa. Vậy vậy cá đi. Lấy chị giấc chết. Cá. Lấy chị giấc gì. Cái màn đi vào đó. Đó, đúng rồi. Đi vào lòng người. Nó không được con trắng này. Nó có to ấy nè. Cần hơi ra xóa quyết định. Này siêu to khổng lồ. Mày xịch. Phải cái lìm. Cá siêu to khổng lồ, giật mãi không chết. Mỏi. Ai. Siêu to khổng lồ giật mãi không chết ở đây đâu. Ôi giời, đâu nắm mới nhìn thấy con mày xịch đấy. Rồi mình đi câu tôi gặp mày mương đi. Cho hết vào đây. Cho mèo. Siêu to không nói đấy, rồi. Đấy. À, rô phi con này rô phi. Thành niên rất là sát cá. Hộp cái này xem đây. Sốp đúng không? Ừ, sốp. Gì à? Đóng tập nham gớm nhỉ? Ừ. Mùa
đùa với ông cắm câu rồi á, ở ngoài đây nhà này cắm đem đẩy phục này phục không muốn này. Béo 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 vàng bút còn là béo bút luôn, vừa đập xong thòng lít luôn. Đàn đây cũng đàn. Đúng rồi. Đàn đây có tiếng nhiệt tốt nào không? Ui ui. Nhanh 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 cầm rồi. Nhà hôm nay ăn vã phì à. Bao nhiêu là có phì à? Ấy 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 sao? Lại lên hàng. Rồi rồi. Ờ ok. Thế là đeo xong. Anh em thấy sự kỳ khủng của bài mồi tổng hợp của em nhá. Mồi nha anh em ạ. Mồi tổng hợp này đấy. Cá thì mồi tầm tầm. Đánh bài mồi tổng hợp ấy nó rất nhiều này, cá ăn, cá con, cá to, cá tầm da mực, mồi chua bao nhiêu bên ngoài ít cái cá này, mồi chua thì ít cá khủng thôi. Để câu cá to rất yên tâm, đây là cái mồi tổng hợp. Nó là vị tanh ấy, cá con nó vã thôi rồi. Chết mà, không chết. Anh em có nhìn thấy gì không? Cá vã liên tục. Chết. Rồi. Cá vã liên tục luôn đấy. Phê quá nhà này. Sáng giờ nghe mình cái rõ của em này. Nặng trịch luôn. Lúc nào trong tình trạng hai cần đớp. Thôi chắc em lốt lốt cái chuyến này em về băng. Mẹ ăn cơm đói quá. Cá cắn cắn nhiều rồi nhưng mà hai phê vậy nó tới tầm đấy. Các bác nhìn nó chuẩn bị rút này. Hai cần đảo như bi à, đi câu nhìn pháo này nó là thư giãn đi đúng không anh em, nhìn pháo đi đưa này nó gọi là thư giãn nhỉ. Đấy con này chết rồi, cứ tưởng phải tạch luôn. Làm nốt chuyến mồi cuối. Đấy cần này đó. Ôi, ốm quá. Ui, cái cá con này nhậu. Bữa cái phòng này đi mấy con to mới sướng. Cá con đó.
phao đi nha, sướng. Đóng là chết, đóng là chết. À, sao phao lục của em này, mùi chua này, chép ở ngoài này hiếm lắm. À, câu rất là khó. Không nhiều như rô phi. Thu đồ về anh em ơi. Em thành quả ngày hôm nay nhé. Trái lồng lách luôn, về chưa? Quá à. Nhìn này. Ôi giời. Còn to chưa? To dã man luôn. Anh em nhìn này đã thấy sướng là kích thích chưa? Trái lồng lách luôn đấy. Rồi. Chụp cho em nó kiểu ảnh nào. Bây giờ ông về ăn cơm thôi. Xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác lần sau. Ở rô đồng kìa.